Tiếng bao phút xưa vời,
Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một bài hát, một bài hát mình rất yêu thích của nghệ sĩ Phạm Hoàng Khánh. Đã hết duyên nợ kiếp này. Nghe qua anh lát cho cô nha. Lát cô không xong. Anh mang cho con gửi cho con.